Lũ thực vật ăn thịt này, hôm nay chúng mày sẽ là mồi ngon của ta. Ngon quá, ngon quá, thiệt là đã quá đi. Bây giờ mình sẽ tìm chỗ nào thật mát để ngủ một giấc. Tìm thấy rồi, ta tìm thấy rồi. Hả? Kẻ nào vậy? Một con mồi thật là to lớn. Hôm nay ta không phải nhịn đói nữa rồi. Lại đi nào, lại đi nào. Chết tiệt, cái thứ quái vật kia. Ta không thù không oán gì mấy người. Tại sao nó muốn ăn thịt ta? Ta cũng như ngươi mà thôi. Tại cái thế giới hỗn loạn này chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu, kẻ bị ăn thịt và kẻ đi săn mà thôi. Không kịp, không kịp. Vậy thì ta sẽ liều mạng chết với ngươi. Ông của ta. Chết tiệt, sao lại có thứ kỳ lạ trong người mình thế này? Không lẽ là trứng của thứ quái vật mà hồi sáng mình đã ăn xác của nó? Chết tiệt. Khó chịu quá. Sao ở đây nóng và khô rát thế này? Mẹ của mình đâu? Cha của mình đâu? Sao không thấy ai thế này? Còn cái nơi quái quỷ này nữa. Rốt cuộc tôi đang ở đâu thế? Nơi này cũng có những sinh vật bay trên cao. Trời đất ơi, bên kia có những sinh vật bò sát dưới đất kìa. Không lẽ đó là giống loài của mình? Này, cho tôi hỏi thăm. Trời đất quỷ thần ơi, nhìn kìa, có một cái trứng bí kỳ đồng. Ăn nó đi, cắn nó đi, chúng ta đói lắm rồi. Sao nó cứng vào vậy? Trứng của mình bị đứt rồi. Mình chào đời rồi. Nhưng mà sao trong mình kỳ lạ thế đây? Mình rốt cuộc là con gì? Người của mình phóng ra một thứ chất nhờn gì đó. Ôi trời đất ơi, rốt cuộc chuyện này là sao? Nhưng có vẻ như thứ chất nhờn này làm cho đất đai ở đây trở nên dễ chịu hơn. Được rồi, thế là tôi cũng đã chào đời và mang một khả năng rất đặc biệt. Tôi nhanh chóng cứ liên tục phóng thứ chất nhờn từ trong người mình và thải xuống mặt đất. Dần dần, đất cũng trở nên bớt nóng và bắt đầu xuất hiện những thực vật, cây cối. Thời tiết cũng bắt đầu dịu lại, khiến cho trời mưa đồng lại cũng tạo thành những hồ nước. Có nước, rất là nhiều động vật hiền hòa đã quy tụ về đây. Số lượng động vật dữ tợn càng ít đi và sự cạnh tranh với nhau càng ngày càng giảm gay gắt. Đau quá. Hình như có động vật bị thương nặng. Không lẽ lũ quái vật ăn thịt lại cắn xé lẫn nhau nữa? Thứ quái vật này sao quen quá vậy? Đúng rồi, là thứ quái vật đã ói mình ra lúc mình còn là cái chân. Này, đừng ăn thịt tôi, để tôi sống đi. Không, ta sẽ không ăn thịt ngươi đâu. Lúc trước ta nở ra từ một cái trứng màu đỏ. Ngươi đã ói ta ra, vì chắc chắn ngươi biết nguồn gốc ta ở đâu. Mau nói cho ta biết. Tìm ra là ngươi. Ta không cố tình ăn lấy cơ thể của mẹ ngươi đâu. Tại vì mẹ ngươi đã chết rồi. Ta không ngờ bà ấy lại mang bầu của ngươi. Sau đó ta không tiêu được cái trứng của ngươi nên ta ói ra. Cái gì? Ngươi ăn xác mẹ ta? Kẻ nào đã giết chết mẹ ta? Rốt cuộc mẹ ta là ai? Ta chỉ biết mẹ ngươi là một Pokemon thần thoại thôi. Bà ấy bị một Pokemon đấng sáng tạo giết chết. Thứ đó vừa mới lấy mạng ta. Hắn ở phía trước kìa. Cái gì chứ? Pokemon là thứ gì? Nhưng mà kẻ nào lấy mạng của mẹ ta thì ta phải đi báo thù và giết chết hắn.
Ở phía trước là chỗ nào? Hả? Không lẽ là thứ kỳ gì đây? Này chết chết tiệt kia, người có phải là Pokemon đấng sáng tạo không? Phải. Người là ai? Tới đây làm gì? Ta tới đây để lấy cái mạng cho của ngươi. Chết đi. To gan thật. Cả ta mà ngươi cũng dám xúc phạm mà. Mình chưa chết hay sao? Ngươi tỉnh rồi à? Thì ra ngươi là con cháu của loài Pokemon rồng mà. Là ngươi. Chết tiệt, tại sao ngươi lại giết chết mẹ của ta? Hãy lắng nghe ta nói. Ta là Pokemon đấng sáng tạo. Ta không những tạo ra thế giới này mà còn rất nhiều thế giới khác. Ta đã giao trọng trách cho mẹ ngươi là một con Pokemon rồng mà quản lý. Nhưng mũ ta không những không làm tốt mà còn kết hợp với một số con Pokemon hắc ám khác đảo lộn trắng đen, khiến cho rất nhiều sinh vật bị đồ thán. Thời tiết trở nên vô cùng nóng hoặc trở nên vô cùng lạnh khắc nghiệt, khiến muôn loài rất đau khổ. Ta phải ra tay trừng phạt mẹ ngươi. Không, ông đại lão, tôi không tin đâu. Ta là đấng sáng tạo, ta không cần phải gạt ngươi hay bất cứ sinh vật nào. Ta thấy ngươi khác xa mẹ của mình, tấm lòng của ngươi lương thiện hơn. Ngươi đã giúp nơi này được hồi phục lại, tốt lắm. Vậy thì ta sẽ giao cho ngươi một trọng trách mới. Hãy sửa lại những lỗi lầm của mẹ ngươi gây ra. Người của tôi. Ông đừng sợ, đây là toàn bộ sức mạnh và khả năng mà ta đã thu hồi quyền lợi từ ngôi của mẹ ngươi. Bây giờ ta sẽ trao trả lên người của ngươi. Đâu, hãy sử dụng khả năng này xuyên không gian thời gian tới những thế giới khác để tiêu diệt những Pokemon hắc ám. Được rồi. Vậy là tôi cũng đã biết được toàn bộ chân tướng sự thật, nguồn gốc về bản thân của mình. Thì ra tôi là con của một Pokemon thần thánh rồng ma, nhưng mẹ tôi lầm đường lạc lối và khiến cho đấng sáng tạo trừng phạt bà ấy. Sau đó thì tôi cũng lại được gặp đấng sáng tạo. Ông ấy nhìn thấy tôi hoàn toàn ngược với mẹ của mình nên quyết định trao trả quyền năng và bắt tôi đi sửa lại những lỗi lầm của mẹ mình. Tôi cấp tốc sử dụng năng lực xuyên không gian và tới một trong những thế giới song song. Tại nơi này tôi thấy rất nhiều Pokemon đang bị thương và bị chết nằm la liệt. Hả? Không lẽ? Chết đi! Lũ bẩn thỉu! Ta thoát khỏi địa ngục tới thế giới này, thì thế giới này sẽ quy phục dưới chân của ta. Phía trước! Hả? Là một Pokemon. Nhưng thứ này mạnh mẽ quá. Người của hắn tỏ ra một mùi hắc ám vô cùng gớm ghiếc. Chết tiệt, mau dừng lại. Cái gì thế này? Kẻ nào đây? Hả? Rồng ma, đồng đội tốt của ta. Ta với ngươi không phải là đồng đội. Ngươi làm gì vậy? Tại sao lại tấn công ta? Rõ ràng chúng ta đã hợp tác với nhau. Ngươi đưa ta từ địa ngục đến đây, rồi bây giờ ngươi tấn công ta là sao? Đó là mẹ của ta thôi. Bà ấy cùng với ngươi gây điều xâm bậy đã bị đấng sáng tạo tiêu diệt rồi. Ta là con của bà ấy, nhưng ta theo phe của đấng sáng tạo và ta phụng mệnh ông ấy đến đây để tiêu diệt thứ bẩn thỉu cho ngươi. Chết tiệt, thì ra là vậy. Thật không ngờ con mũ ta lại có một đứa con bẩn thỉu bất hiếu như ngươi. Ngươi không theo phe của mẹ mình, ngươi lại đi theo phe của người ngoài. Trời sẽ tru diệt ngươi. Cầm mồm và chết đi. Ta vì đại nghĩa diệt thân. Sau khi tôi tiêu diệt được Pokemon thần thoại chết rơm, tôi hút luôn nguồn sức mạnh của nó. Lúc này cơ thể tôi lại một lần nữa biến đổi. Nhưng mà không biết chỉ có một mình Pokemon chết rơm hắc ám lộng hành hay
hay còn thêm nhiều Pokemon khác. Sao, sao tôi cảm nhận có điều gì đó bất an ở phía trước. Chết tiệt thật. Hả? Thứ quái quỷ gì kia? Một tí nữa tôi, ta phục hồi toàn bộ sức mạnh, ta sẽ nuốt luôn cả hành tinh này. Thật may mắn, một con Pokemon màu đen thui đã giải phong ấn cho ta, khiến ta thật dễ chịu. Không lẽ là tên giết rơm chết tiệt? Ta đã chịu hồi thứ này. Thứ này rốt cuộc đến từ đâu? Nhưng không hay rồi, mình không có thời gian để đón mò đón non đâu. Phải nhanh chóng tiêu diệt đó. Những cái xúc tu của nó đang muốn tách cái hành tinh này ra thành mấy phần. Không được, dừng lại đi. Bẻ kiếm, thứ gì đang cắn đứt xúc tu của ta vậy? Nó đào đó, khi mình giết chết những cái xúc tu của nó, phải tranh thủ giết sạch lại. Bẻ kiếm, thì ra là mày. Nhìn mày cũng giống như một con Pokemon. Mày to gan thật. Tao sẽ đem bên tay. Thứ ác quỷ khổng lồ này dùng những xúc tu đập xuống mặt đất, khiến cho thế giới này bị chao đảo, tách ra làm mấy phần. Tuy nhiên nhược điểm của nó cũng lại chính là những cái xúc tu này. Tôi nhanh chóng bắt lấy nhược điểm, tiến thẳng tới những cái xúc tu và phá hủy bọn chúng. Từng cái xúc tu chảy máu, bị xé nát, khiến cho con quái vật khổng lồ vô cùng đau đớn. Không, bay. Đến lúc rồi, ác quỷ sẽ mãi mãi biến mất khỏi thế gian này. Các ngươi hãy xuống địa ngục lại đi. Chúa tể quái vật khổng lồ cuối cùng cũng đã chết đi. Những xúc tu trong người của hắn cũng tán loạn tứ lung tung, nhưng sau đó cũng đã bị tôi xóa sạch. Thế giới song song này cũng đã trở nên yên bình. Lỗi lầm mà mẹ tôi gây ra cũng được khắc phục.